Lipid được định nghĩa nó là hợp chất hữu cơ mà có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan trong dữ mơ, dung môi hữu cơ không phân cực, được chưa? Là hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, có trong tế bào sống nhé, hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng mà nó lại tan trong dung môi hữu cơ không phân cực, không tan trong nước nhưng mà lại tan trong dung môi hữu cơ, hữu cơ không phân cực. Không phân cực. Được chưa? Thế thì dựa trên cấu tạo thì lipid được phân loại thành nó là bao gồm, nó bao gồm những cái bọn sau là chất béo này, sáp này, steroid này, steroid, phospholipid này, phospholipid, vân vân. Còn nhiều cái nữa. Đấy là khái niệm về lipid nhá. Thứ hai ạ là khái niệm về chất béo, thì ở bên trong anh lipid này thì chúng ta chỉ học về chất béo thôi nhá. Thế cho nó ngắn, thế cho nó trọng tâm. Thì chất béo được định nghĩa là triester, là triester của glycerol và axit béo, của glycerol và axit béo. Thế thì triester là ester ba chức, glycerol chính là công thức là C3H8O3, được chưa? Còn axit béo của chúng ta thì chúng ta sẽ có 4 axit béo chúng ta hay gặp nha. Ta sẽ có 4 axit béo chúng ta hay gặp. Đầu tiên C17H35COOH. Thứ hai C17H33COOH. Thứ ba C17H31COH. Và cuối cùng C15H31COH. Được chưa? Các bạn lưu ý cho thầy ạ. Chúng ta nhìn nhá, chúng ta nhìn này, chúng ta quan sát này. C17H35COH thì nó thuộc dạng là CnH2n+1 đúng không? CnH2n+1COH vậy thì nó là axit béo no. Tương tự như vậy thì anh C15H31 cũng thuộc loại CnH2n+1 đúng không? Nó thuộc loại CnH2n+1 nên nó cũng là axit béo no. Được không ạ? Thế chúng ta nhìn tinh ý tiếp này. C17H33 là nhỏ hơn C17H35 là bỏ đi 2H. Đúng không? Giảm đi 2H thì tương đương với việc là nó có một nối đôi CC. Thế tiếp tục này, C17H31 13 xuống 31 thì giảm đi 2H nữa. Nên nó thêm một nối đôi CC nữa là thành hai nối đôi CC. Đấy. Là cách để chúng ta nắm được và nhớ được. Giờ về tên C17H35COOH thì nó là stearic acid. Stearic acid. Được không ạ? C17H33 thì nó tên gọi là oleic acid. C17H31 thì tên gọi nó là lin oleic acid. Còn anh C15H31COH thì tên gọi nó sẽ là palmitic acid. Được không? Thầy muốn các bạn là quan sát thật kỹ bốn cái anh acid này và tên gọi cũng như công thức phân tử chúng ta phải thuộc nhá. Bắt buộc phải thuộc.
Chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái tụi axit này thì nó sẽ có một cái đặc điểm chung, đúng không? À, các bạn cùng nhìn xem đặc điểm chung nó là gì. À, thầy gợi ý này. Đặc điểm chung của tụi axit này. Thứ nhất là nó có là số C của nó là số C chẵn hay số C lẻ. Các bạn nhìn số C chẵn hay số C lẻ. Đấy. Thì các anh axit béo này thì nó sẽ có số C là gì? Đây 17 cộng 1 là 18, 17 cộng 1 18, 17 cộng 1 18, 15 cộng 1 16. Vậy là số C của nó phải là số chẵn. Đúng chưa? Đừng để bị lừa nhá. Số C nó là số chẵn. Và thường từ C thường lớn hơn bằng 12, nhỏ hơn bằng 24. Được chưa? Thứ hai là mạch carbon là không phân nhánh. Không phân nhánh. Được không ạ? Còn các gốc, các anh axit béo không no. À, các anh axit béo không no. Được chưa? Thì nó sẽ ở trạng thái sít nhé. Sẽ ở cấu hình sít. Còn là dạng đồng phân ở dạng sít chứ không phải ở dạng trans. Được chưa? Đây là những cái thứ mà chúng ta cần lưu ý. Một số chúng ta vấn đề chúng ta cần lưu ý về chỗ phần khái niệm. Hai nhỏ chúng ta sang phần cấu trúc thì cấu trúc thì như theo cái định nghĩa thì ta được biết rằng là cấu trúc của S của chất béo thì nó là một triester đúng không? Triester của glycerol. Đây. CH2 CH CH2 này, glycerol OOC R này, triester đấy. C R OOC R. Đây là viết ngược. Viết thuận nó sẽ như này. R COO CH2 R COO CH R COO CH2. Để viết thuận. Thế còn lại trong cái phản ứng ấy thì chúng ta sẽ viết gọn lại. Viết gọn là R COO 3 lần C3H5. Chưa? Đây là cấu trúc nhá. Là cấu trúc của anh chất béo chúng ta thường gặp. Bạn thấy dễ không? Đấy, nó là triester của anh glycerol và các axit béo. Giờ chúng ta sang đồng phân. Sang đồng phân của chất béo. Đồng phân của chất béo thì câu chuyện nó đơn giản rồi. Đúng không? Mà lưu ý rằng là phương pháp xác định đồng phân của chất béo. Phương pháp xác định đồng phân của chất béo thì tương tự như đồng phân của ester đa chức. Được không? Đó. Phương pháp xác định đồng phân của ester, phương pháp xác định đồng phân chất béo tương tự đồng phân ester đa chức, đó là phương pháp gì ạ? Đó là phương pháp xếp số. Chúng ta cùng nhắc lại nhé về các ví dụ. Ví dụ số 1. Từ glycerol và hai axit béo khác nhau R1COOH R2COH ta thu được tối đa bao nhiêu chất béo? Ta có từ glycerol và hai axit béo thì thu được tối đa bao nhiêu? Thì cái phương pháp xếp số là bây giờ mình đặt cái gốc R1CO này là số 1. Gốc R2CO này là số 2. Đúng không? Chất béo là triester, vậy là nó sẽ có 3 cái chỗ để cắm cái gốc vào. Vậy ta sẽ có trường hợp số 1 là 1 1 1 là 3 cái gốc R1 giống nhau. Trường hợp thứ hai là 2 2 2 đúng không? Cái thằng chất béo thứ ba là 1 1 2 2 gốc R1. Một gốc R2 đấy ạ. Nó sẽ có 1, 2, 1. Lưu ý rằng là 2, 1, 1 thì bị trùng nên loại. Đúng không? Do bị trùng. Nó trùng với lại 1, 1, 2. Đúng không? 2, 2, 1, 2, 1, 2. Chúng ta tổng cộng có 6 chất béo. Ok chưa? Tổng cộng có 6. Rất dễ. Đúng không? Chúng ta xong ví dụ số 2 nhé.
Ví dụ số hạng là từ glycerol. Và ba axit béo R1 COOH, R2 COOH, R3 COOH thì ta thu được tối đa bao nhiêu chất béo? Rồi. Bao nhiêu ạ? Thì tương tự thì ở đây bây giờ mình sẽ đặt đi. R1COH là 1 này. R2CO là 2 này. R3CO là 3 đúng không? Trường hợp 1 là 3 thằng giống nhau. 1 1 1 thì mình sẽ có là 2 2 2 3 3 3 đúng không? Nên mình sẽ có là 3. Hai thằng giống nhau là 1 1 2 ta sẽ có là 1 2 1 đúng không ạ? 1 1 3 ta sẽ có là 1 3 1 đúng không ạ? Đây là 4 thằng giống nhau. Đây là 4 thằng. Mà trong đó thì có 2 lần thằng 1, 2 thằng 1 thì chúng ta có 4. Vậy còn 2 lần thằng 2 đúng không ạ? Và 2 lần thằng 3 nữa. Vậy ta sẽ có là 4 nhân 3. Tiếp theo ta sẽ có là 3 thằng khác nhau 1 2 3 1 3 2 2 1 3 là thêm 3 cho nữa. Vậy tổng cộng ta sẽ có là 3 cộng 12 cộng 3 là ta được 18 nhé. 18 chất béo. Ok. Danh pháp của chất béo thì nó được gọi tên theo cái anh gốc axit của nó. Đấy, danh pháp của chất béo thì được gọi theo tên gốc axit của chất béo. Dễ lắm. Đây nhé. C17 H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Thì các bạn quan sát lại cái gốc C17H35 này này. CO này là đi từ axit stearic đúng không? Stearic acid đúng không? Vậy thì anh này có 3 gốc đấy. Nên tên gọi nó sẽ là tri, 3 thì là tri đúng không? Stearic thì chuyển thành stearin. Bỏ C thêm N. Thế là xong. Vậy tương tự ta sẽ có, các bạn cùng gọi tên với thầy nhé. C17 H33 CO 3 lần C3H5 C17 H31 COO 3 lần C3H5 C15 H31 COO 3 lần C3H5. À, các bạn cũng gọi tên. Tên nhá. Đây ạ. Ta sẽ có anh thứ hai tên là Tri. Chúng ta quan sát thấy là anh thứ hai này là C7H3 là gốc của gì ạ? Oleic acid đúng không? Nên nó sẽ là tri. Olein. Tương tự C7H31 ba gốc tri. Linolein. Tương tự anh này là gì ạ? Tri. Panbitin. Thì ngoài cái tên gọi như này thì bây giờ chúng ta vẫn còn một cái tên gọi kiểu khác nhá. Là glycerin. Glycerin. Được chưa? Glycerin. Tri-stearate. Tri-stearate. Nhưng tên này gọi là ít gặp hơn. Tương tự tự ở dưới mình sẽ là glycerin. Tri-O-Le-S. Tương tự glycerin tri lin ole s và cuối cùng là glycerin tri pan mi tet. Được chưa? Ok chưa? Nào ta có phân tử khối của anh tristerin đúng không? Thì chúng ta tính được nó sẽ là bằng bao nhiêu? 890 nhỉ? Tương tự của anh triolein thì nó sẽ là 8
Bao nhiêu ạ? 884, đúng rồi. Anh trilinolin nó sẽ là 878 và anh tripalmitin nó sẽ là 806, đúng không? Ok. Ngon lành luôn. Đấy, thế là chúng ta xong về cái vấn đề về danh pháp nhá. Rồi ta sang cái vấn đề tiếp theo là về tính chất vật lý. Tính chất vật lý của tụi chất béo. Thì các bạn lưu ý ạ, tính chất vật lý thì đầu tiên, tính chất vật lý của chất béo đầu tiên, nó sẽ có là ở nhiệt độ thường. Thì các bạn lưu ý rằng là chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước nhé. Chất béo này nhẹ hơn nước, nhẹ hơn nước, không tan trong nước, nó tan trong dung môi hữu cơ. Nó tan trong dung môi hữu cơ. Được chưa? Đấy, thì dung môi hữu cơ ở đây nó phải là ít phân cực nhá. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cao. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cao này thì là đấy là do là cái bọn chất béo này là nó có phân tử khối nó lớn nhá. Anh chất béo thì được chia thành hai loại. Một loại là chất béo rắn. Một loại là chất béo rắn. Được chưa? Chất béo rắn là chất béo mà có nhiều trong cơ thể động vật. Như là mỡ lợn, mỡ bò, mỡ cừu. Nhắc đến mỡ là nghĩ đến chất béo rắn. Thì thế nào, tại sao lại là chất béo rắn? Thì chất béo rắn là cái anh chất béo mà trong phân tử của nó chứa nhiều gốc axit béo no. Axit béo no. Lấy ví dụ như triglycerin. Tripalmitin thì nó là chất béo rắn. Được chưa? Chất béo lỏng thì có nhiều trong thực vật. Nhiều trong thực vật. Ví dụ như dầu dừa, dầu lạc, đúng không ạ? Thế thì chất béo lỏng thì trong phân tử chất béo thì chứa nhiều gốc axit béo không no. Chứa nhiều gốc. Nhiều gốc axit béo không no, người ta gọi là chưa bão hòa. Ví dụ tri olein, tri linolein, vân vân. Được chưa? Đấy nhá. Đấy là toàn bộ về tính chất vật lý mà chúng ta cần phải. Thì như các bạn đã biết thì về vấn đề tính chất hóa học thì chất béo chúng ta nó là một triester. Và bởi vì nó là triester nên chắc chắn nó sẽ có đầy đủ tính chất của anh triester. Tính chất của ester, tính chất chung của ester đó là phản ứng thủy phân. Đúng không ạ? Thế thì có thủy phân trong môi trường axit và thủy phân trong môi trường bay. Thì thủy phân trong môi trường axit là phản ứng thủy phân thuận nghịch hai chiều. Thì thằng chất béo này cũng tương tự như vậy nhá. Đấy, thủy phân trong môi trường axit thuận nghịch. Mình làm cái tổng quát. R COO 3 lần C3H5 cộng H2O mũi tên 2 chiều H cộng đun nóng nhẹ R COH cộng C3H5 OH 3 lần. Được chưa? Đấy, ví dụ. Ví dụ tri
Sote Arin C17 H35 COO 3 lần C3H5 thủy phân trong môi trường axit thì tạo thành gì? Thứ hai là tri linolin C17 H31 CO 3 lần C3H5 thủy phân trong môi trường axit thì tạo thành gì? Thì nó rất dễ đúng không em? Đấy, thì nó sẽ tạo thành gì ạ? Axit tương ứng nhỉ, C17H35 COOH cộng với C3H5 OH3 lần. Đấy bạn. Đấy thì tạo thành axit stearic. Tương tự ở dưới ta sẽ thu được là 3 lần C17 H31 COH cộng với lại C3H5 OH tất cả 3 lần. Đấy. Thế thì sau khi như này thì chúng ta sẽ thấy được có một chú ý nhé. Chú ý là chất béo thủy phân không hoàn toàn, không hoàn toàn trong môi trường axit và sản phẩm thì luôn sinh ra glycerol và axit béo. Luôn sinh ra glycerol và axit béo. Được chưa? Nào, mình sang môi trường bay ạ. Nó lưu ý rằng là môi trường bay của chúng ta làm phản ứng một chiều đúng không? Tổng quát ạ. R CO 3 lần C3H5 cộng NaOH phản ứng một chiều đấy. R CONa cộng với C3H5 OH tất cả 3 lần. Được không ạ? Và chúng ta cùng viết hai cái phương trình. Thứ nhất là tri olein. Thứ hai là tri panmitin. Được không ạ? Với tri olein C17 H33 CO tất cả 3 lần C3H5 cộng NaOH thì tạo thành là C17 H33 CONa cộng C3H5 OH tất cả 3 lần 3 3. Được không ạ? Đấy. Tương tự như vậy tripamitin C15 H31 CO tất cả 3 lần C35 cộng NaOH thì tạo thành C15 H31 CONa cộng với C3H5 OH 3 lần. Được không ạ? 3 3. Đấy. Và từ đây chúng ta sẽ nhìn thấy một điều này. Chúng ta sẽ có chú ý một điều này. Khi mà thủy phân trong môi trường bay thì chất béo, chú ý này, chất béo sẽ là thủy phân hoàn toàn trong môi trường bay và sản phẩm thì luôn sinh ra glycerol và muối, chú ý nhé, muối của axit béo.
Được không ạ? Đấy, đấy là trong môi trường. Bây, thì đây chúng ta cần lưu ý rằng là các chất béo mà có gốc axit béo không no thì có phải thể phản ứng với hydrogen khi có xúc tác và điều kiện thích hợp để tạo thành chất béo chứa gốc axit no. Đấy. Thì tác dụng H2 thì điều kiện để xảy ra phản ứng là gốc là axit béo nó không no. Đấy chưa? Gốc axit béo nó không no. Thì nó có thể cộng được cả H2 và nó cộng với cả BR2 nhé. BR2 với H2 thì tương tự nhau, đúng không? Đây thì lấy ví dụ C17H33 CO tất cả 3 lần C3H5 cộng H2 niken nhiệt độ thì tạo thành C17H35 CO tất cả 3 lần C3H5. Được không? Thì mình biết rằng là anh C17H3 bên trong cái gốc của nó thì nó chứa một nó đôi CC. Thì ba gốc thì chứa 3. 3 nó đôi CC thì ăn 3H2. Đúng không? Và các bạn lưu ý rằng là anh này là triolin. Triolin thì nó ở điều kiện thường là thể lỏng, đúng không? Liquid mà. Thế còn để tạo thành anh C17H35 CO tất cả 3 lần C3H5 thì nó là tristearin, nó thể rắn, solid. Đúng không? Nên là cái phản ứng mà cộng H2 này này thì nó còn được gọi là phản ứng sản xuất bơ nhân tạo. Nhá. Sản xuất bơ nhân tạo. Sản xuất bơ nhân tạo. Được không ạ? Đấy. Thì bởi vì là bơ thực vật chất béo no dạng rắn mà thì được tạo bởi bởi quá trình hydrogen hóa một phần dầu thực vật chất béo không no dạng lỏng. Đấy, đấy là tác dụng với lại H2. Và cái cuối cùng trong cái phần lý thuyết ngày hôm nay đó là phản ứng oxy hóa chất béo bởi oxygen không khí. Thì phản ứng oxy hóa không hoàn toàn đấy ạ, thì là khi để lâu trong không khí, để lâu trong không khí thì các gốc axit béo không no trong chất béo nhé, gốc axit béo không no trong chất béo mở ngoặc đơn chứa nối đôi CC, được không ạ, dễ bị oxy hóa chậm, dễ bị oxy hóa chậm bởi oxygen trong không khí. Đấy. Tạo thành các hợp chất peroxit có mùi khó chịu. Tạo thành các hợp chất peroxit có mùi khó chịu. Có mùi khó chịu. Được không ạ? Và đây chính là nguyên nhân mà hiện tượng mà dầu mỡ để lâu thì bị ôi. Suy ra, đây chính là nguyên nhân mà hiện tượng dầu mỡ để lâu thì bị ôi. Được không ạ? Đấy. Bạn chú ý nhá. Ngoài ra thì ta còn rất nhiều ứng dụng của chất béo và axit béo. Đấy, ngoài ra ta còn rất nhiều cái ứng dụng của chất béo và axit béo. Chất béo là cái nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng ở người và động vật. Đấy, chất béo khi được chuyển hóa sẽ cung cấp năng lượng nhiều hơn carbohydrate ở dạng tinh bột hoặc dạng đường. Và lưu ý được là chất béo cũng là nguồn cung cấp axit béo thiết yếu cho cơ thể. Đấy, nhiều vitamin như là vitamin A, vitamin D, vitamin E. Đấy chưa? Thì hòa tan tốt trong chất béo nên chúng được vận chuyển hấp thụ cùng với lại chất béo. Chất béo ngoài ra nó còn là nguyên liệu trong ngành công nghiệp thực phẩm và sản xuất sản phẩm bằng glycerol. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta có lưu ý như tí này. Dấu sao này. Là các axit béo omega 3 và omega 6. Các axit béo omega 3 và omega 6 là các axit béo không no. Không no. Được chưa? Với liên kết đôi đầu tiên. Với liên kết đôi đầu tiên ở vị trí số 3 và vị trí số 6.
ở vị trí số 3 và số 6. Tính từ nhóm CS3 đầu tiên. Nhóm CH3 đầu tiên. Được chưa? Thầy lấy ví dụ nha. Thầy lấy ví dụ cho các em. À, lấy ví dụ axit oleic đi. Đúng chưa? Thầy lấy ví dụ về anh axit oleic đi. Oleic, à nhưng oleic nó không phải là omega 3. Linoleic. Linoleic nó là omega 6 thì chọn được linoleic nhá. Lin oleic axit. Đây thầy vẽ cho bạn nhìn. Nối đôi đầu tiên ở vị trí số 1 C 1 2 3 4 5 1. Đây nhóm CH3 đầu tiên này. Đến số 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đúng chưa? 5 này. 6 này. Đấy đôi này. Ok chưa? Đấy nhá. Xong rồi nó lại lên đây. Thì đây là một nhóm CH2 xong rồi. Xuống đây. Lại nối đôi nữa. Hai nối đôi mà. Thế là 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Được chưa? Đây là OOH. O. OH. Thế thì anh linoleic acid này, để các bạn nhìn này. Thì là có liên kết đôi đầu tiên. Đây liên kết đôi đầu tiên. Ở vị trí số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, vị trí số 6. Tính từ nhóm CH3 đầu tiên. Đây nhóm CH3 đầu tiên. Nên nó được thuộc loại là omega. Omega 6. Được chưa? Đúng rồi. Omega 6. Đấy, được chưa? Thế thì cái loại bọn axit omega này này, loại bọn axit béo omega này, thì các bạn lưu ý rằng là cái loại dầu cá biển ấy thì nó chứa nhiều axit béo là omega 3. Còn lại các loại dầu thực vật như dầu mè, dầu đậu nành, dầu hướng dương thì chứa nhiều loại axit béo là omega 6. Thế rằng axit béo omega 3 và omega 6 thì nó đều có tác dụng quan trọng đối với cơ thể, nó giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh. Được chưa? Thế thì thường thì bởi vì là nguồn cung cấp của axit béo omega 6 nó phổ biến hơn so với lại omega 3, nên là để có chế độ dinh dưỡng cân bằng thì chúng ta cần là tăng cường sử dụng các loại thực phẩm giàu chất béo omega 3. Đấy, có nghĩa là những cái thằng mà gì ạ, nằm ở bên trong cá biển nhá. Đấy, thì trên đây thì mình vừa hướng dẫn cho chúng ta về toàn bộ về kiến thức lý thuyết về chất béo nhá, ứng dụng điều chế rất cẩn thận mọi thứ để cho chúng ta hiểu về chất béo. Đúng không ạ?